Tôn Thiên Giật, những năm nay mày vẫn luôn trốn ở nước ngoài, bây giờ lại dám quay về rồi sao? Mày đừng có nhầm, nhiều năm nay Tôn gia nhà tao phát triển thế lực ở nước ngoài, không ngại nói cho mày biết, lần này quay lại tao sẽ hợp tác một hạng mục với gia tộc Sử Mật Tư, ông Edward. Hơn nữa vài ngày sau, tại hôn lễ của quốc sư, tao lôi kéo người hợp tác. Trước mắt đã có nguồn vốn từ tập đoàn Đan Tháp, sau sẽ có quốc sư đại hạ chống đỡ, nhà họ Tôn ngày càng đi lên. Còn về mày Lâm Dương à, đến khi đó tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết, khiến mày hối hận khi chống lại tao. Hãy tận hưởng những ngày cuối cùng đi, đợi tới ngày hôn lễ của quốc sư chính là ngày giỗ của mày. Dặn dò xuống dưới, trong vòng 3 ngày tao muốn hắn tan nhà nát cửa. Thẩm Kiệt, em nói cho rõ, Lâm Dương đã đắc tội nhân vật lớn nào rồi? Chúng ta cũng nhau nghĩ cách để cứu Lâm Dương, còn có cách gì được nữa chứ? Tôn thiếu gia có thế lực to lớn ở hải ngoại, ngay cả Kình Thiên Chiến Thần cũng không làm được gì. Bây giờ chúng ta chỉ có cách bán tài sản cũng chưa chắc cứu được mình, mà chị còn muốn cứu hắn sao? Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ cứu Lâm Dương đi. Anh ấy là cả thế giới của con, người duy nhất con bận lòng, mẹ giúp anh ấy đi. Chúng ta có thể bán gia sản, sau này con bắt anh ấy nuôi mẹ. Con đang ăn nói vớ vẩn gì vậy hả? Muốn bán gia sản, con đừng có nghĩ tới chuyện đó. Trừ khi con ký vào giấy ly hôn với Lâm Dương, đồng ý tái hôn với Đinh thiếu gia. Chuyện này còn có nước mà đánh bóng bản thân. Giao Giao, em đã nghĩ kỹ rồi, em sẽ gả cho Đinh thiếu gia. Chỉ có như vậy em mới khôi phục được cuộc sống trước đây. Em thật sự mệt mỏi lắm. Mày dám nói chuyện với bổn thiếu gia như thế sao? Tao thấy mày chán sống rồi đúng không? Anh em đâu? Đánh chết nó. Chúng mày còn muốn đó làm gì? Mày thích tiền chứ gì? Đủ chưa hả? Nếu như số tiền này đủ rồi thì mau biến đi. Đi thôi. Đừng run. Để tôi. Một đại thiên kim Nico, sao lại đến nơi này? Sao tôi lại không được đến đây? Anh không biết sao? Quán bar này cũng là gia sản nhà tôi, nhưng mà đây chẳng qua là công ty phụ, mở chơi chơi cho vui. Sản nghiệp thật sự của nhà tôi là một chuỗi ngành toàn cầu, đó là trục lợi. Quốc sư đại hạ anh biết đúng không? Thiệp mời hôn lễ của quốc sư đại hạ chính là do nhà tôi phụ trách. Nghe nói anh ly hôn rồi, vừa hay thẩm gia không cần anh. Tôi đây cũng không thích đi xem mắt. Chi bằng chúng ta hợp tác, anh thấy sao? Nhà tôi nhiều tiền hơn nhà họ Thẩm, làm rể nhà họ Giang cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Hay là anh suy nghĩ xem. Thôi bỏ đi, lúc đó vào làm rể nhà họ Thẩm vốn dĩ là một sự trùng hợp. Trong thế giới này, ngoại trừ Giao Giao, còn chưa ai có tư cách bắt Lâm Dương tôi làm rể. Lâm Dương, bây giờ tôi càng ngày càng hiếu kỳ về anh. Rốt cuộc anh là ai? Thân phận của tôi, cho dù tôi có nói, cô cũng sẽ không tin.